Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City nha. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường 30 tháng 4, cái hướng từ nhà thờ Biên Hòa đi về ngã 5 công viên Biên Hùng. Ngay khu vực chỗ này là chợ Lò Bò quý vị. Chợ Lò Bò, rạp hát Khánh Hưng. Bây giờ là khoảng 9 giờ, hơn 9 giờ sáng quý vị. Nắng lên rất là cao rồi. Phú vừa mới đi công việc về xong và đang trên đường đi về hướng Hố Nai để mua ít đồ. Cho nên là trên cái chuyến đi này Phú sẽ ghi hình lại để chia sẻ quý vị luôn, cập nhật tình hình đường phố cho quý vị xem là hôm nay có gì thay đổi hay không nha. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Ngay chỗ này là khu vực ngã 5 công viên Biên Hùng đây quý vị, còn gọi là vòng xoay tháp đồng hồ đây. Đó, Phú sẽ ôm theo cái vòng xoay đi về hướng đường 30 tháng 4 ra ngay chỗ ngã ba Vườn Mít á. Cái đường này hồi trước còn gọi là cái đường Trịnh Hoài Đức đây. Do là đi công việc cho nên là Phú sẽ đi cái tốc độ nó hơi nhanh hơn bình thường quý vị nha, quý vị thông cảm. Ngay chỗ này gọi là khu vực dốc Ngô Quyền đây quý vị. Hướng đường này chúng ta sẽ ra ngã ba Vườn Mít. Hôm nay là thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021. Bây giờ là 9 giờ hơn 9 giờ sáng rồi, cho nên là con đường này cũng đã nhộn nhịp lên. Thì mấy lần trước Phú hay chia sẻ quý vị đó là con đường này nó kiểu như là gọi là sống chậm á, ta buôn bán trễ lắm. Giờ này nói là mở cửa hết thôi mà thực ra thì vẫn còn khá là nhiều cửa hàng vẫn đang đóng cửa đấy. Đây, ra tới đây là ngay trường Ngô Quyền này. Và sắp sửa ra tới công viên đài kỷ niệm ngã ba Vườn Mít. Hôm nay bên quân đội người ta đang có những cái chuyến mà gọi là tập dượt máy bay. Người ta bay những cái chiếc phản lực SU. Bay kinh khủng lắm quý vị. Nó rất là ồn, bay từ sáng giờ luôn á, người ta bay cái tầm rất là thấp. Theo Phú dự đoán thì nó chỉ ở cái tầm khoảng 200m đổ lại là cùng rồi, bởi vì những cái chiếc phản lực á khi mà bay thấp nó nhức đầu kinh khủng lắm quý vị, muốn lủng lỗ tai luôn á. Và chúng ta có thể nhìn thấy được cả cái ống xả của máy bay luôn á, nhìn thấy rõ luôn. Ngay chỗ này là khu ngã ba Vườn Mít này quý vị. Phú đi thẳng cái đường này là cái đường Nguyễn Ái Quốc, đi về hướng ngã ba Hố Nai. Đi về trên này có công việc một chút xíu rồi lại quay về trung tâm thành phố Biên Hòa, tiếp tục những chặng đường khác quay cho quý vị xem. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Đang đi với cái tốc độ khoảng có 30 cây số trên giờ thôi. Nói là nhanh thì nhanh hơn mọi ngày thôi chứ không phải là gọi là nhanh kinh khủng lắm đâu. Đấy, quý vị có thể thấy là xe máy người ta chạy qua mặt phố hoặc là người ta chạy đằng trước phố đó, người ta đi rất là nhanh ha. Với tốc độ đó là khoảng có 40 cây số trên giờ hoặc là 50 cây số trên giờ. Thì Phú chỉ chạy khoảng có 30 thôi, có khi thì 20. Còn mọi khi mà đi quay quý vị xem chạy chậm chậm tà tà thì chỉ có 5 hoặc là 10. Ngay chỗ này thì nó thuộc phường Tân Tiến và Tân Phong. Bên tay phải là Tân Tiến, bên tay trái là Tân Phong. Khu vực chỗ này là giáo xứ Bình Hải. Rồi bắt đầu là tới chợ Tân Phong hay còn gọi là chợ Phúc Hải đó, giáo xứ Phúc Hải luôn.
quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nhé. Thì mấy ngày hôm nay cái máy thu âm của Phú nó đang có vấn đề, cho nên là Phú vừa mới đổi qua một cái mic thu âm khác. Cái mic thu âm này cái độ dày của nó khá là cao, nó không có tính năng để chỉnh cái độ dày ấy, nó chỉ có một mức thôi, nó là cái mic kẹp áo đó, cho nên là nó thu rất là nhiều cái tiếng ồn và tạp âm bên ngoài, thì quý vị thông cảm nhé. Cũng như là quý vị cho Phú cái nhận xét xem là âm thanh như thế này đã ổn hay chưa. Đó, Phú đang cố gắng là cải thiện cái âm thanh cũng như là hình ảnh tốt nhất để có một cái video hoàn hảo chia sẻ quý vị. Thực ra thì khi mà đi quay ở ngoài đường phố như thế này á, dùng luôn cái mic ở trên cái máy quay cũng được, nhưng mà cái âm thanh nó rất là nhỏ quý vị, âm thanh nó nhỏ lắm. Nói là nhỏ lắm thì cũng không phải, nhưng mà nó sẽ không được rõ như là Phú hay bình luận cho quý vị nghe đâu. Tất cả những cái video trên kênh là Phú đều sử dụng máy thu âm để Phú thu lại để quý vị nghe được cái âm thanh rõ hơn. Ngay chỗ này là đất nhà lao B5 cũ này. Tới một cái ngã ba chỗ này nó có cái đèn đỏ giao nhau với đường Dương Tử Giang á. Chờ cái đèn đỏ chút xíu. Tại vì đi xe ở ngoài đường quý vị, nó rất là ồn, tiếng ồn của xe cộ rồi tạp âm bên ngoài đủ thứ hết, cho nên là nó ồn lắm, quý vị thông cảm. Và nếu mà muốn êm, âm thanh thật là êm, thật là hay và rõ thì bắt buộc là phải về nhà thu âm lại rồi bình luận lại cho quý vị nghe thôi. Thì quý vị xem video, quý vị nghe âm thanh rồi quý vị cảm nhận nhé. Đấy. Bởi vì khi mà đi ở ngoài đường ấy mà nói trực tiếp như thế này thì Phú thấy cái gì thì Phú nói cho quý vị nghe luôn, nó chân thật hơn. Còn về nhà mà bình luận lại thì Phú chỉ nói lại những gì mà Phú nhìn thấy thôi, chứ nó không có được chân thật như thế này. Cho nên là Phú luôn luôn là muốn là khi mà đi quay ngoài đường như này thì nói cho quý vị nghe luôn. Nó hơi ồn một tí nhưng mà cập nhật trực tiếp cho quý vị. Thịnh Phát Limousine, đây là một hãng xe của công ty Thịnh Phát. Công ty này làm đủ thứ mọi thể loại về xe. Hồi trước thì chỉ có xe đi du lịch, đi tour thôi. Về sau thì có những cái chuyến xe gọi là xe trung chuyển, có nghĩa là chuyển từ ở bên trong đi ra bên ngoài đường lớn để xe lớn nó chở đi. Rồi sau này thì có taxi tải, đủ thứ hết. Giống kiểu người ta muốn chiếm toàn bộ cái lĩnh vực đó luôn đấy quý vị. Chúng ta vẫn đang trên đường Nguyễn Ái Quốc và bây giờ đây là phường Trảng Dài và phường Tân Hiệp. Chúng ta vừa đi qua ngã tư Tân Phong, trung tâm thương mại Bixi. Bây giờ quý vị thấy cái đường Nguyễn Ái Quốc này đông không? Đông kinh khủng luôn á. Giờ này nắng rất là cao quý vị.
bây giờ là nó cũng phải khoảng có 33, 34 độ rồi đấy. Đến trưa mà tầm 12 giờ, 1 giờ trưa là có nhiều khi nó lên cả 37, 38 độ, rất là nóng. Mấy hôm nay nó có trời mưa nó còn đỡ, còn bình thường mà không có mưa nóng kinh khủng lắm quý vị. Nóng như này mà đến buổi tối á, là phải 9-10 giờ tối thì cái nhiệt độ nó mới giảm bớt xuống quý vị. Nắng cả ngày này là nó háp vô cái nhà rồi, cái nhà nó rất là nóng. Đấy. Phải chờ rất là khuya cái nhiệt độ nó mới giảm xuống, cái nhà nó mới nguội đi. Hồi nóng lắm. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nhé. Đây là hình thức bán cà phê bây giờ đây quý vị. Đó. Các cửa hàng cà phê là cho nhân viên đẩy một cái xe cà phê ra ngoài đường bán cái kiểu như vậy đấy. Giống như là cà phê mang đi ấy, vừa là tăng doanh số mà vừa là bán cà phê mang đi luôn. Trong cái mùa khó khăn này. Tới đây là tới cầu Săn Máu rồi, cũng sẽ ghé ở gần cái khu vực chỗ này để mua một ít đồ. Rồi sau đó sẽ quay về Biên Hòa, tiếp tục những chặng đường khác quay cho quý vị xem. Thì cái video này cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Và chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, mọi sự bình an quý vị nhé.